Các bạn lúc nào cũng đông, vô đây cũng phải đặt được cái đầu trong đây. Xe trong đây thì nó free hết, mình đậu ngay cái làm garage parking thì nó gần cái store, gần cái Disney store với lại legal. Đây cũng phải đi qua cái metal detector đây các bạn. Cái nào cũng kiểm tra hết. Nó rất là đông các bạn nha. Này dưới Orlando tới gần 100 độ. Đó, con của mình nó xuống đây là đòi vô tiệm Disney. Với tiệm là legal thôi. Rất là đông người các bạn, mặc dù thời tiết nóng nực. Đây tiệm Disney đây các bạn. Rất là đông người. Rất nhiều đồ nha các bạn. Mấy cái đồ này kỷ niệm Disney 100 năm. Rồi giá bao nhiêu? Trời, giá tới 88 đồng. Wow, quá trời mắc. Đồ ở đây đồ original luôn các bạn, đồ gốc luôn. Mà giá hơi cao các bạn á. Ở đây thì bán rất là nhiều đồ về của thuộc Disney. Mấy cái character này nọ đó, nổi đồ nổi tiếng đó các bạn ạ. Đồ này mình về mình làm quà tặng cho những bé ở nhà. Những cái áo này cũng đẹp gớm ha. Mình đang coi cái giá bao nhiêu. Giá 36.99. Giá cũng khá cao. Những cái bộ đồ này figure set 20 đồng. Chắc cái này nó hàng nó on sale thì nó rẻ các bạn. Còn cái này tới 124 đồng. Quá trời mắc luôn. Còn những cái nón thì 25 đồng. Bình nước thì 30 đồng các bạn. Ok, mình nước thì cũng ok. Cũng có món, cũng giá cũng rẻ, mà có món thì mình thấy giá cũng hơi cao. Mình muốn mua làm đồ quà tặng thì lâu lâu mình đi chơi mình mua không có sao các bạn nhỉ. 22.99. Này có những Mickey Mouse. Đây rất là đông vui các bạn. Cái tiệm Lego này kế bên Disney Store cũng đông các bạn ơi. Đây họ để mấy cái đồ cho trẻ em chơi free luôn này. Họ ngầu à. Cái tiệm này các bạn phải vô xếp hàng nha các bạn. Tùy thời điểm á, xếp hàng thấy cũng lon lai các bạn ạ.